Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay ấy, bữa chiều á mình làm khổ qua ăn cơm nha các bạn. Mình nấu canh khổ qua. Mình có 9 trái khổ qua mà khổ qua Đông Đá nha các bạn. Tại vì khổ qua tươi ở đây mua rất là khó cho nên xài khổ qua Đông Đá. Và đây 1 ký thịt thịt bò với lại thịt heo trộn lộn. Mình đã nêm nếm gia vị vô rồi mình cho 2 muỗng dầu hào với lại 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Và mình đã ướp ở đây sẵn rồi các bạn. Bây giờ mình chờ cái khổ qua nó tan bớt đá ra rồi á là mình mà mới đi dồn thịt vô, tại vì con mình nó không có thích ăn nấm mèo. Cho nên mình chỉ dồn thịt với lại nêm gia vị vô thịt với lại bún tàu thôi à các bạn. Đây, mình có bún tàu, mình đang ngâm bún tàu á. Mấy đứa nó không có thích ăn nấm mèo cho nên mình chỉ làm đơn giản vậy thôi cho bữa chiều hôm nay. Một nồi canh khổ qua là ăn bữa chiều là đủ rồi. Nó còn đông đá đó, mình chờ cho nó tan thì mình mới nhồi được. Hôm nay là ăn canh khổ qua một món là đủ rồi. Mấy đứa nó cũng ưa lắm, hầm lên cái nó ăn không à, mà chỉ có con gái với thằng rể với hai chồng mình ăn thôi, còn hai thằng trai không biết ăn khổ qua. Đây giờ mình nói thêm á, mình có cho vô đây á, nửa muỗng dầu ăn nha các bạn. Nửa muỗng dầu ăn, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng cà phê. Nửa nửa muỗng cà phê ăn canh dầu ăn nha các bạn. 1 muỗng tiêu cà phê, 1 muỗng tiêu muối, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng muối và 1 muỗng đường, mà muỗng cà phê thôi nha các bạn. Với lại 2 cái muỗng ăn canh dầu hào. Mình làm rất là đơn giản, với lại mình nêm nếm hết xong rồi mình mới nói. Chứ thôi mình làm từ khâu nhiều quá video mình nó sẽ dài dữ lắm. Mình chỉ nói những cái gia vị thôi. Giờ đây khổ qua nè các bạn, mình đã cắt khúc ra hết. Con mình nó mua nhầm 2 loại, một loại thì móc hột ra rồi mà một loại thì chưa có móc hột. Giờ mình phải móc hột nó ra hết rồi mình mới dồn thịt vô nha các bạn. Tại vì nó mua 2 chợ, nó đi 2 chợ cho nên nó mua 2 loại. Bây giờ mình cho bún tàu vô rồi nè các bạn, mình cho bún tàu vô cái mình trộn lên chả đều ha. Rồi trong đó mình móc, mình thấp, mình móc cái ruột khổ qua ra. Tại cái loại này á, cái loại này nè, nó mua nhầm, cái loại này không có móc hò móc ruột, có 2 loại, một loại móc ruột, một loại không. Ở đây là đa số là ăn hủ qua đông đá không đó các bạn, đâu có hủ qua tươi hiếm lắm. Mình đi nhầm cái ngày mà ta mới nhập hàng về thì có hủ qua tươi thôi, chứ còn với lại hủ qua tươi á thì bán không có chạy hàng bằng hủ qua đông đá. Tại vì tươi á mình mua về ít thôi à, mình ăn rồi cái mình đâu có để lâu được đâu các bạn, cho nên phải mua cái loại đông đá này nè đó, loại đông đá về về cái mình để dành mình ăn. Con hủ qua thì nó tốt mát, nhà mình con mình ưa lắm, mình hầm một nồi vậy chứ ăn buổi chiều là hết rồi, tụi nó ăn không đó. Mà có con gái với rể hai chồng mình thôi ăn không, không mát. Rồi mình mất ra hết rồi mình mới là dồn thịt vô nha các bạn. Đây mình đã dồn xong hết 9 cái hổ qua rồi các bạn. Nhưng mà nó còn thịt nhiều quá cái mình giò viên nó mình cho vô cái nồi canh luôn cho nó ngọt các bạn. Cắt khúc khúc như vậy ra nè, nhồi á nó
mình nhồi thịt với lại mình nấu nó sẽ thấm hơn là để nguyên trái. Mỗi lần làm hổ qua là mình nhớ hồi xưa mẹ mình Tết là làm một nồi bự vậy để dành ăn Tết. Nhưng mà hồi xưa thì làm nguyên trái rồi cái hầm cho nó rụt rụt luôn thì ăn rất là ngon đó. Đó, bây giờ còn cái thịt này mình lát nữa mình giò viên lại cho vô cái nồi canh. Giờ nước sôi rồi đó, mình chuẩn bị cho hổ qua vô. Nhìn thấy ngon quá ha các bạn ha, hổ qua dùng thịt đây. Ăn món này á, rất là mát mẻ nha các bạn. Ai mà nóng trong người á, ăn món hổ qua là mát, mát liền, mát lắm, tối sẽ ngủ ngon đó. Cho nên nhà mình á, thường ăn lắm. Và đây bây giờ cái nồi nước nó đã sôi rồi, mình cho hổ qua vô nha các bạn. Mình hầm hổ qua lần cái nồi bự vậy đó các bạn, hầm một ký thịt luôn rồi cái nước làm canh đó, ăn rất là ngon. Mấy đứa nó ăn không không á, nó ăn không á, nó ăn chút xíu cơm mà còn như nó ăn hổ qua không không à. Ưa lắm, hổ qua đông đá nó cũng rẻ hơn hổ qua tươi nữa các bạn. Cho vô cho hết chín trái mà mình sắc ra khúc 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 vậy nè cho nó dễ thấm á các bạn. Rồi cho vô hết chín trái rồi, bây giờ còn cái thịt này nè, còn cái thịt này nè các bạn, cái mình giò viên mình cho vô luôn, mình giò lại từ viên nhỏ nhỏ vậy nè, mình giò lại nè. Mình giò cho chặt lại cái mình cho nó vô giò tròn tròn lại rồi mình cho nó vô luôn, cho nó vô luôn đó, mình cứ giòn vậy cho tới hết cái hộp thịt này luôn nha các bạn. Để vô cái bắt đầu cái nước nó hết sôi rồi chút xíu rồi nó sôi lại. Đây bây giờ canh á, mình để vô bây giờ nó cũng hơi chín rồi các bạn. Bây giờ mình nêm vô nha, mình nêm nửa muỗng cà phê bột ngọt với nửa muỗng cà phê muối. Đây, mình cho vô. Và hơn một muỗng ăn canh nước mắm nha các bạn. Cho vô luôn. Giờ cái mình để ở đây á, mình hầm riu riu nha các bạn cho nó thấm. Mình hầm chắc cũng phải là riu riu rượu lửa riu riu á, 1 tiếng á, hơn nửa tiếng cũng được, 1 tiếng, tại vì mình thích hầm cho nó mềm á các bạn đó. Bây giờ là mình thường thường mình nấu canh hổ qua thì mình hay nêm nước mắm nó mới mặn mà các bạn, mà nó thơm nữa. Đó, bây giờ mình hầm chờ chừng nào nó chín xong là mình dọn ra ăn được rồi các bạn nha. Lát nữa dọn ra mời các bạn thưởng thức nha. Đây, nhìn hấp dẫn không các bạn? Nhìn rất là hấp dẫn ha. Nồi canh hổ qua. Nó thấm lại rất là ngon đó các bạn. Sắp sửa được rồi đó các bạn, sắp sửa ăn được rồi đó. Đây, hổ qua của mình đã xong rồi đó các bạn. Nhìn tô hổ qua hấp dẫn không các bạn? Hổ qua rồi còn thịt đó thì mình giò viên lại. Đây, hổ qua nè, chấm với nước mắm nè, ăn cơm chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Hôm nay buổi chiều của nhà mình đây, mời cả nhà thưởng thức nha.
canh khổ qua, món đặc sản của Việt Nam mình nha các bạn. Những ngày Tết thì không có thể nào thiếu cái nồi canh khổ qua được ha các bạn. Nhà mình thì thích món này lắm, thường xuyên làm lắm. Nhưng mà lâu lắm rồi không có làm video canh khổ qua. Bữa nay mới làm hoài thường xuyên canh khổ qua chứ, nhưng mà bữa nay mình mới làm video thôi. Rồi một lần nữa mời các bạn thưởng thức nha, ngắm món ăn. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu mà thích cách làm khổ qua giống như mình nè thì làm ăn cũng rất là ngon á. Nếu mà ai không có thích ăn nấm mèo á thì làm như vậy đơn giản cũng được. Rồi một lần nữa chào tạm biệt. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo nha. Nếu mà thích á thì xem hết video ủng hộ cho mình nha các bạn và cho mình xin một like.